Osen Ngọc Mai cắt phan tóc về nghi quất nghiệp có nhân tình, đáp trả ra sao khi bị khui quá khứ? Thông tin về việc Ngọc Mai quất nghiệp trong quá khứ từng lỡ một lần đò, thậm chí bỏ bê con cái hiện đang gây tranh cãi. Tuy nhiên được biết từ 4 năm trước, cặp đôi đã từng lên tiếng về vấn đề này. Dù là khi ấy hay bây giờ, cặp đôi đều có một thái độ nhất quán. Thời gian gần đây, Osen Ngọc Mai đang trở thành tâm điểm chú ý và bàn tán trên mạng xã hội. Quán quân The Masked Singer liên tục nhận chỉ trích về những phát ngôn đạo lý và những vấn đề liên quan đến âm nhạc. Đáng nói, câu chuyện đời tư của cô và ông xã quốc nghiệp từng lỡ một lần đò trước khi đến với nhau cũng bất ngờ bị cư dân mạng đào lại. Trong khi Ngọc Mai bị lộ ảnh tổ chức đám cưới với một người đàn ông tên Tô từ 10 năm trước tại thành phố Hồ Chí Minh, thì ông xã của cô cũng được cho là từng có một vợ, hai con gái trước khi cả hai đến với nhau. Trước những thông tin này, phía Ngọc Mai từ chối trả lời phỏng vấn. Còn với quốc nghiệp, đại diện của anh lấp lửng cho biết không phủ nhận cũng không khẳng định. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên những tin đồn này được rộ lên. Cách đây khoảng 4 năm, vào tháng 6 năm 2019, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin quốc nghiệp từng có gia đình trước khi đến với Ngọc Mai. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn được cho là không quan tâm hay đoái hoài đến hai cô con gái riêng với vợ cũ. Một người tự nhận là bạn của vợ cũ quốc nghiệp đã tiết lộ, từ ngày sống chung và có hai con với Ngọc Mai, quốc nghiệp ít quan tâm đến hai con gái, hầu như không gặp gỡ chăm sóc chúng. Thời điểm ấy, quốc nghiệp đã từng lên tiếng trả lời về ồn ào này. Theo đó, cả quốc nghiệp và Ngọc Mai đều có cùng một thái độ cứng rắn phản hồi về vấn đề này. Quốc nghiệp lên tiếng, chúng tôi không bình luận cũng không có ý kiến về các tin đồn. Cuộc sống vốn đã căng thẳng và nhiều bất ổn, chúng tôi không muốn phải đau đầu thêm về những chuyện tiêu cực. Còn với Ngọc Mai, khi được hỏi về chuyện bị đào lại quá khứ, cô từng trả lời, mối quan tâm lớn nhất của tôi là lo cho hai con, chăm sóc chúng tốt mỗi ngày và thực hiện những tâm nguyện mà anh quốc nghiệp ấp ủ. Cũng trong năm 2019, quốc nghiệp Ngọc Mai đã cùng tham gia một chương trình truyền hình và có nhiều chia sẻ đáng chú ý về chuyện vợ chồng. Ngọc Mai khi ấy gây ngỡ ngàng khi tiết lộ cô từng tự tay cắt phăng mái tóc của mình khi nghi ngờ chồng có tình ý với người con gái khác. Bà xã quốc nghiệp kể, có một lần anh Nghiệp gặp lại cô bạn cũ và Mai cũng có đi cùng, thì Mai tin tưởng hoàn toàn, chỉ ngồi đợi để hai người nói chuyện. Nhưng sau một lúc thì mình thấy nóng ruột quá, đi vào thì bằng trực giác của mình thấy không bình thường. Sau đó về thì Mai cầm cái cá bếp cắt luôn tóc của mình. Nghiệp làm gì cũng xem cảm xúc của Mai, thật ra nó không phải điều gì lớn nhưng nó thức tỉnh được mình, rằng mình đang sai điều gì đó và mình phải thay đổi mình, quốc nghiệp chia sẻ. Ngoài ra anh cũng khẳng định chưa bao giờ có điều gì lừa dối vợ, ngoại trừ chuyện chấn thương khi tham gia Britain's Got Talent. Nói về chuyện sống chung, có con khi chưa tổ chức đám cưới, Ngọc Mai cũng bày tỏ quan điểm. Mọi người thường nghĩ hôn lễ là để đánh dấu hoặc bước ngoặt cho tình yêu, còn Mai và anh Nghiệp thì nghĩ rằng hôn lễ của mình phải có đầy đủ vợ chồng con cái và đã trải qua nhiều sóng gió cùng nhau để mà đúc kết nên một ngày ý nghĩa hạnh phúc. Gần 3 tháng kể từ sau đêm chung kết ca sĩ Mặt Nạ, quán quân Osen Ngọc Mai vẫn là cái tên được khán giả chú ý. Tuy nhiên, thay vì những mỹ từ dành cho Osen như thời điểm ca sĩ Mặt Nạ lên sóng, thời gian này công chúng chủ yếu chỉ trích Osen. Nếu là người theo dõi hành trình của Osen từ những ngày đầu tham gia ca sĩ Mặt Nạ tới hiện tại, bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy nữ ca sĩ đang dần đánh mất tình cảm của khán giả. Từ thần tượng được nhiều người yêu mến tung hô, tên tuổi Osen giờ đây gắn liền với nhiều bình luận tiêu cực và bị khán giả nhãn hàng tẩy chay. Loạt ồn ào liên quan đến Osen Ngọc Mai gồm việc cô bị tố hát ca khúc túi âm khi chưa xin phép, hát trên phô trong buổi trình diễn liên khúc hit tại lễ trao giải và màn trình diễn ở tiết mục cô đôi thượng ngà tại đêm nhạc cá nhân. Chưa dừng lại ở đó, chuyện tình cảm của Osen nhận được sự quan tâm khi loạt ảnh đám cưới của cô cách đây 10 năm được lan truyền trên mạng xã hội. Với mỗi chuyện xảy ra, Osen Ngọc Mai đều lên tiếng giải thích, tuy nhiên cách giải thích của cô bị đánh giá sân si trịch thượng. Ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ Ngọc Mai vẫn còn, tuy nhiên công chúng cho rằng nữ ca sĩ nên giảm tần suất xuất hiện lại, bình tĩnh hơn để nhìn nhận lại sự việc cũng như dùng tài năng ca hát để lấy lại thiện cảm trong mắt khán giả.